Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C mà chúng tôi vừa mới mua về được quý bạn nha. Một chiếc xe siêu lướt vừa mới đăng ký được mấy tháng thôi quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 Premium, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, vừa mới lăn bánh được 17.000 km các bạn nhé. Vừa mới đăng ký được mấy tháng thôi là một chiếc xe Kia K3 2022 các bạn nhé. Với chiếc xe này là siêu lướt các bạn ạ. Chúng tôi mua về là nó còn chưa có một cái vết xước, chưa có một cái vết sơn lại cơ, rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhé. Đấy. Và ở cái phiên bản Kia K3 2022 này thì các bạn thấy được đẹp. Toàn bộ đã thay đổi rồi, thay đổi từ cái logo mới này cho đến những cái cụm đèn pha này, đèn led này, đèn gầm, tất cả đều thay đổi rồi, thay đổi hết. Kia cũng đã thay đổi toàn bộ lột xác cho chiếc xe K3 2022 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng các bạn ạ, còn bảo hành hơn 2 năm nữa tại hãng. Thì chiếc xe này vừa mới đăng ký xong và chiếc xe này thì chủ xe cũng mua toàn bộ về bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự này. Ngoài cái trách nhiệm dân sự ra thì chủ xe đã mua về bảo hiểm vật chất hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ đấy ạ, mà chưa sử dụng một tí nào vì chiếc xe này chưa có xước tí nào cả. Chúng tôi mua về mà nó cũng vài vết xước rất là nhỏ thôi. Kể ra chúng tôi mà đem đi sơn thì cũng không phải mất tiền vì có bảo hiểm, nhưng chúng tôi cũng không sơn vì là những cái vết xước nó rất là nhỏ quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 715 triệu đồng quý vị nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản rồi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2.0 Premium 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia K3 2.0 Premium 2022 tên tư nhân biển Hà Nội siêu lướt này. Mời quý vị và các bạn